Tại tỉnh Quảng Nam, hiện nay lực lượng chức năng tỉnh này và quân khu 5 vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng. Lực lượng chức năng hiện nay đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, chứ không chỉ tìm kiếm ở hiện trường nơi xảy ra sạt lở. Cụ thể là lực lượng tìm kiếm đã dùng cáp treo sang bên kia bãi bồi để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Đây là vị trí nghi ngờ khả năng có người bị mất tích. Lực lượng cứu hộ cũng đã phát hiện nhiều vật dụng, quần áo, chăn màn của người dân trôi dạt bên bờ sông Leng. Tuy nhiên, tại khu vực này đang có mưa lớn, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.